cứ liên tục là hàng mới ra như này thôi. Đấy. Hàng đấy mới ok đấy. Cái này thì chưa chắc nó đã giòn đâu nhỉ. Đấy, cái nước chấm thần thánh này nó phải sánh như này nó mới ngon nhá. Mời anh em nhá. Vừa bị Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sama TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại chợ phiên lớn nhất của tỉnh Tây Bắc các bạn nhé. Đó là chính là chợ phiên Bắc Hà. Đấy, và ngay ở cổng chợ phiên thì giới thiệu với các bạn, đây là cửa hàng nhà mình nhé, chuyên bán đồ đặc sản Tây Bắc. Đấy, có như kiểu là đây là mình đang có là khẩu vải lèng này. Đấy. Nói chung là các bạn cứ mua hàng ủng hộ Hải nhá. Mình thì đang có rất nhiều những cái dự định và kế hoạch. Mình đang chuẩn bị đi một nước mà các bạn không bao ngờ tới đâu. Đấy. Đây này, đây là châu gác bếp này. Châu gác bếp nhà mình ý, thì ở trên thị trường rất nhiều đơn vị làm giả các bạn nhé. Mà mình cũng nhắc các bạn là rất nhiều rồi. Bên nhà mình bán là 1 triệu 1 kg. Đấy, không bao giờ có chuyện rẻ hơn. Và đây, đặc biệt là không thể thiếu được nước chấm thần thánh. Đó chính là chẩm chéo Sapa TV 100k một lọ các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mang một lọ này đi chợ phiên. Đấy. Và chúng ta cùng nhau ra chợ phiên để cùng nhau thưởng thức các món ăn. Đây là một đàn vitamin Go Go này. Đấy. Đây là giống này nó ở Bắc Hà luôn các bạn ạ. Đây. Và bắt đầu cô. Và địa chỉ quán nhà mình là ở 045 phố Vũ Văn Mật nhé. Đấy, ngay cổng chợ luôn này. Và nào, bây giờ thì mình sẽ đi ra khu vực chợ. Đây các bạn xem, đây là ngay cổng chợ đây. Chào bác nhá. Dạ, dạ. Mình sẽ tranh thủ đi sớm ấy để quay chia sẻ với các bạn. Đây là cổng của chợ đây. Chào bà chủ nhá. Ôi rồi, hôm nay bao tuổi rồi em? À, mấy đứa rồi? À, đấy các bạn thấy không? Đi chỉ cần mấy bước thôi là lên đến chợ phiên gọi là lớn nhất ở cái vùng Tây Bắc rồi. Chào anh em nhá. Hả? Chợ này mà anh? Hay ăn chợ nào đấy? Quán nào cũng ngon hết anh ạ. Trong này thì quán nào cũng ngon vì cứ nhìn thấy đồ mới mới như này, đây này. Nhìn như này chẳng nhìn thấy là phê à nhỉ. Đấy, cứ trong trắng luôn anh ạ. Mới mới nó đẹp đẹp như này là phịch luôn chứ còn gì nữa. Chế ngon nhỉ. Vâng. Trắng đẹp. Mua bên này xong sang bên kia ăn được gì? Ôi anh muốn mua ở đâu cũng được mà. Ơ cái này lòng xe điếu này. Vâng, anh này lấy. À anh lấy rồi. À. Xe xe tí rồi. Không đẹp mà. Cứng rồi, cái này là ngon rồi. Ôi anh chọn được cái miếng ngon thế. Em đi sớm. Thế là đi vòng phía bên kia quay lại đây để lấy. À. Tháng cố đây, cái này là ngựa hay ngựa. Ngựa. À. Đấy. Anh chị là dậy từ rất sớm nhỉ. Dậy từ 3 giờ đêm đây để dậy từ 3 giờ. Còn ở phía trên này thì có một cái mâm gọi là mâm kê này. Kê trứng này. Đấy. Đấy các bác thấy không? Kê nhìn rất là ngon luôn. Phía trong là trứng non. Còn phía dưới của nó kia là có trễ này. Đấy. Cũng là món tháng cố. Chào tình người đẹp. Chào tình yêu. Đây, củ rồi. Đây là toàn bộ súng rồi. À, anh em thấy có viên bi này to chưa? Đây là món súng này nè. Em ơi, đây súng gì đây? Bò. Châu bò. Của ngựa đâu?
Hết rồi à? Đấy, đây là toàn bộ châu bò này, rất là nhiều luôn. Đây, bên này là đồ dành cho những người mà thích kiểu những cái đồ mà mới ấy. Đấy. Ăn là mới đến thì bắt đầu mới luộc này. Này kê này, có cả kê gà đen luôn này. Đây có đen đen này là quả tim chứ, mình nhìn nhầm. Tối qua bán hết rồi đúng không? Ok, cảm ơn em nhé. Em đang đảo cái gì đấy? Thằng cố đúng không? Ôi, nhưng mà phải nói khi bạn ấy đảo lên nhìn nó mới hấp dẫn này, này khói bay nghi ngút luôn. Đấy, nhìn không? Chào anh Hải nhá. Dạ, chào anh. Vâng. Chào anh chơi YouTube rất nhiều. Dạ. Chào đại gia đình. Buổi sáng là phải hết sức bình tĩnh. Nội bộ là mất đoàn kết. Ui, đây là cái là món chân giò hầm. Giờ này có đắt hàng không cô? Có, bây giờ có người mà hàng thì có ạ. À, thế tốt quá. Chào anh nhé. Đoàn em rất hâm mộ anh hôm nay đến đây phải làm cái bát thì cho anh này, cho toàn em Hải Phòng, cho chụt với anh một kiểu anh. Chào à. Chào cả đoàn nhá. Chúc cả đoàn ăn ngon miệng nhá. Anh ngồi luôn. Anh review với bọn em một tí. À. Đâu rồi nào? Thế là sao mà ra được đây? Đây, nó phải có cái lọ này. Đấy. Khuyến mãi luôn cho khán giả nhé. Nhà đang bán 100.000 một lọ. Đây. Đâu. Đây nhá. Đây là chẩm chéo này, Sapa TV này. Phải cho vào đây nữa hả? Không, cái này có đây này. Không phải đây. Đây. Cho vào cái bát này anh. Chào anh em. Vâng, chào bác ạ. Bác cho em. Vâng. Đây. Ok, chào em chút nhá. Đây. Đây, nhìn thơm không? Đấy. Đây cái này ong này đúng không? Nó không cảm giác nó không bị. Ong này cho cái gì đây? Không biết. Đây, cho hẳn ở đây nhá. Đấy, cho ong vào đây. Chưa? Cái này là sai bét rồi. Sai bét rồi. Thế này bỏ ong của anh à. Anh ra sớm thì bọn em đỡ thì mất hai bỏ. Đây. Đây là cho nó vào đây. Hải ngập mồm này. Chào anh. Đây. Đấy, khuyến mãi luôn cho đội bạn luôn, lấy cái thìa dằm ra em ơi. Đây, dằm đều ra. Đây là mình làm một bát chẩm chéo chuẩn để mời anh em Hải Phòng. Đấy. Cho em một chén rượu. Anh em đều ra, đều lên. 15, 16. Thế đã đi Sapa chưa? Bọn em đi đầu năm rồi. À. Thế là lúc nào lên thì qua ghé qua nhà ăn cơm nhá. Dạ. Đấy, em đảo đều lên. Đấy, anh làm nhanh nhỏ. Ơ cái đấy không sao. Chẩm chéo này của nhà mình là đang bán là 100.000 một lọ cơ mà. Em biết rồi, em có mua rồi để nhà quên. À. Nào chụp kiểu nào. Nóng. Đấy, đều ra như này. Đều chưa? À, bây giờ cho này vào. Ô, đổ ăn vào ấy. Có nước rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Wow. Đúng kiểu đấy. Mà tí là mình đúng thật. Trời ơi. Bộ thầy pha chế. Anh ơi. Cảm ơn em. Anh Hà nấu nước chắc phê lắm. Cái đấy không phải nghĩ rồi. Đấy đúng anh luôn. Đúng ngon lắm anh rồi. Đúng ngon rồi. Đấy, bây giờ nhá mình. Mình cứ chấm cái này, khi nào mà nó hết cái nước ấy thì mình lại đổ thêm nước lọc vào không? Đổ thêm nước lọc vào. Anh ngồi uống với Hải Phòng bọn em. Rồi mời anh em 15, 16 nhá. Rồi. Chúc anh em có chuyến đi vui vẻ ở Bắc Hà. Dạ, cảm ơn anh. Wow. Đấy các anh chị chấm đi, chia cho các bát nhỏ không? Đổ thêm nước dùng vào nhá. Dạ. Rồi, bảo nó múc thêm ít nước dùng vào đây em ơi. Ok nhá, chúc cả nhà ngon miệng nhá. Cho xin lại cái lọ này, tí quảng cáo cho vợ. Đấy, bye bye. Chuẩn nước chấm đấy, đúng rồi. Đấy, pha sột sột lên. Rồi. Chấm là phải ngập nhá. Đấy. May mình mang đi một lọ. Mời anh em thưởng thức luôn. À đây, ở đây họ có cả cháo này, cháo các em nhá. À, cháo này cháo bán thông đêm luôn. Từ hôm qua. À, hello. Hôm nay tranh thủ đi sớm chứ. Đây. Đây là cái hàng cố đây. Đấy.
cố ngon nhá. Ui dồi ôi, cái này mới đã này. Cái nồi này. Đấy. Này. Ui, có cái đuôi này. Em thấy không? Cái này là cái gì nhỉ? Cái này là đuôi, món đuôi lợn với cả súng ống và các kiểu. Đây mới là chuẩn của ngựa này. Đấy. Gà ngon này em ơi. Ủa gà ngon thế. Trên gà tuyệt vời á. Cái này là của em đấy. Đúng không? À. Cái này là của em đấy. À chuẩn đấy nhỉ. Đây gà. À. À, chị có cái đầu lòng ngon chưa? Nó giống như kiểu là ấy nhỉ. Lòng xe điếu. Đây này. Ờ. Chuẩn chưa? Ờ chuẩn luôn đấy, chính là chính nó. Chào anh nhá. Dạ. Sáng sớm đi ăn sáng hay làm gì ấy mà quay sớm vậy? Vâng, đi quay cho các bác xem đây. Chào anh em nhá. Vâng, dạ. Trễ này, với cả gà nóng hổi bốc hơi lên nhìn đã nhá. Lắc đều cái tay lên, đừng để anh phải cáo. Đây này, đây là nhà này, anh này lúc nào cũng làm món kháng cố, tươi luôn này. Đấy. Đây là phải hớt bọt đi hả anh? À. Đấy. Cái kèo anh em mình hẹn nhau quả súng em thấy là hơi lâu anh nhiều, anh là hơi bị đây, đây là những cửa hàng mà chuyên về đồ thắng cố đây. Chào anh em nhá. Chào bà chủ nhá. Ủa đây 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 là cái lá thắng cố ở cái cây này, cây này đặc biệt lắm. Không có cây này là nó không có mùi thơm luôn. Ở đây là có chào tươi. À đây là dê à, ngựa à? Ngựa hết à? À quán nào ngon rồi anh Hải? Ha, thắng cố quán đây rồi. Quán nào ngon hết, khói quá. Ờ đấy, đang nóng hổi này bụp luôn. Anh em đây, bé bé đang vừa làm vừa ấy luôn, chân giò đây là thui rất là, nhìn không? Thui cẩn thận. Còn đây là nồi chảo thằng cố gọi là kỷ lục Guinness đấy. Siêu to khổng lồ đây anh ạ. À cái bì đúng không, xong rồi mình phải nấu riêng ra nó mới nhanh nhừ. Thường thường là cái bì nó dai hơn. Quá, dạ. Cho anh xin kiểu ảnh. Đây, không, anh. Không chụp chụp kiểu ảnh đấy. Dạ. Hợp bộ quá. Đấy, tất cả các anh vào hết đây luôn. Thôi được rồi, để riêng riêng một kiểu. Okay. Nhìn em ăn mà thực sự là rất chi thèm, hôm nay phải phi lên đấy. Ở đây. Dạ. Chưa, đồng chí em. Dạ vâng. Này, ok. Anh cảm ơn nhé. Xin cảm ơn. À, vâng, vâng. Ok. Hôm gặp ở trên chợ trên ok. Ai, cảm ơn nhá. Đấy, cảm ơn nhá. Vâng. Ui rồi. Đây, rau tươi chưa? Đấy. Rau lẩu. Chào chị. Ấy. À, thằng cố à. Thằng cố. À. Đổi. Quả khói quá, không nói được. Đấy. Đang sôi không sục luôn nhờ. Thơm. Trong này còn rất là nhiều quán luôn nhé anh em nhé. Giờ này anh chị bán hàng tốt chứ? Tốt. À. Một tuần một ngày là cứ phải có nhiều thịt và ăn nhiều thịt. À cứ phải chơi khô máu luôn đúng không? Cái nồi này bây giờ ở đây là khoảng mấy chục cân đây? Và tầm hơn 30 cân này. À hơn 30 cân. Hơn 30 cân. Một buổi chợ phiên như này là mình làm mấy nồi như này? Làm cả
chân giò cả đầu với là cả nội tạng lòng phèo này là ba nồi ạ. À. Đấy, bắt đầu bây giờ là công đoạn vớt rồi đấy. Đấy, ủa cái lòng này mới ngon này. Anh em thấy không? Đây là phèo. Phèo đây nó mà chuẩn phèo này. Phèo. Nhìn cái phèo nó dày. Này là gan này. Lưỡi vách ngăn đấy, phèo đấy, chế chế và tim à, chị sâu vào đúng không? Sâu vào thì lúc mà mình vớt thì nó dễ này. Đấy, đây mọi người sâu vào này. Đấy. Gái ơi, lấy một mâm nhôm nữa vào đây cho bác nào. Thường thường à, chủ nhật này thì bán đến tận mấy giờ, chỉ chắc phải 2-3 giờ đấy nhỉ? 4 đến 5 giờ chiều. Bán tận 4-5 giờ chiều luôn. Đi từ 3 giờ sáng ra mà bán đấy. Cả ngày thôi đến 4-5 giờ chiều ạ. À. Lưỡi này. Cái dạ dày nó nổi như là chín rồi đúng không? Chín rồi đấy, nổi là chín rồi đấy. Ừ. Đây gì ơi? Này là được chưa? Được rồi. Đấy, nhìn đẹp chưa? Rồi, bê ta bây giờ là phục vụ cho các thực khách. Quả này mà làm một phát thì một đỏ thì uy tín luôn. À. Hello. Welcome to Lòng Lợn Thức Canh. À, chào chú. Where from? Japan. Japan. À. Ajinomoto. Arigato. Đấy. Đây đang chờ anh ấy cắt đồ xong rồi mình phải làm tí. Đang nóng rồi này. Ấy, thế này. Đấy cái khoeo á. Ấy, nó tách ra nhìn nó ra nhờ. Bỏng. Ở đây là ai ai là thích sơi cái nào là mình cứ lấy cho mọi người một bằng này thôi nhá, ba vâng, ok. Ừ. Làm vừa đủ ăn luôn, đấy không nhiều quá là ăn nữa. Nhiều ăn không hết đúng không? Đây, dạ dày. À, ý là thập cẩm mỗi thứ tí đúng không? Ừ. Em ơi cho anh mượn cái bát con để anh pha nước chấm thần thánh cái nào. Lúc sáng là phải làm vài chén tráng miệng con rồi. Thôi, uống ít thôi. Không có cái gì đâu. Không, đưa anh mượn cái bát này thôi, bóc lên được. À, để xem kỷ lục ra Hà này xem là lọc cái chân giò trong mất được bao lâu. Nó gọi là hút mốc. Đấy, nóng hổi. Tốc độ cực kỳ cao đấy nha. Xong rồi đấy à? Xong rồi, là chó rồi phải khóc. Anh lọc thế. Anh lọc thế, chó không có tiếng mán luôn. Tí rồi, 5 chén nhá chú nhá. Cho em ít nước dùng ở đây để đây mình giới thiệu với cả nhà là mình có mang nước chấm thần thánh đi đây rồi. Đây.
chẩm chéo Sapa TV 100k một loại nhá. Cái này là của em này. À, cho đây cho nó ấm. Đây nhá, mình sẽ pha chẩm chéo để hướng dẫn cho anh em làm mặt nước chấm thần thánh. Đấy, cái đoạn này ngon đấy, đầu lòng ngon. Đây, mình thì mình ăn ít ít cay thôi các bạn ạ. Này, dầm đều lên. Thôi thằng kia nó dỗi rồi, nó dỗi nó đi rồi. Tập miếng này đâu nhỉ? Em chỉ cho để chị cắt đấy. Để đâu? Tầm nhóc với cả cái nước chấm thần thánh ra thì bắt đầu mình mới cho cái nước dùng mà. Đấy, đảo đều lên. Đấy. Nó phải có cái độ sánh như này nhá thì nó mới ngon. Mình anh em nào mà ăn ít cay thì các bác cho ít cái chẩm chéo thôi. Đây cái lọ này mua 100.000 thôi. Chấm các chấm cả thế giới luôn. Đấy, cái nước chấm thần thánh này nó phải sánh như này nó mới ngon nhá. Mời anh em nhá. Vừa bị Ủa. Tôi định. Không phải cho nó, cái này vẫn ấm rồi. Xem rất là nhiều cho nên là nhìn đến cái ngay. Chào cô. Chuyển sang gọi là thánh nhân. Thánh nhân. Hôm nay mới nhìn thấy. Hôm nay mới nhìn thực tế rồi đó. Dạ, chào cô. À, thế à. Chào cô chú ở đây à, tận thủ đô lên. Đúng rồi, rất là vui khi mà những cái video mà Hải quay về chợ phiên đấy được mọi người làm. Món hàng chợ phiên này để thưởng thức các món ngon. Đây các cô chú ngồi đi. Có món nào nóng là phải ăn luôn. Ăn làm cái thôi, không phải làm nhiều. Cứ chờ đến ngày chủ nhật mới được đi chợ thôi. Đúng như là đông là cổ động viên quá nên là cũng hơi ngại. Dạ. Vừa rồi làm cái tủ mấy triệu. À, mới làm cái tủ mới rồi đấy à? Bây giờ lại làm cái khay này. À. Để cho nó nhìn sạch. Đúng rồi. Cái này cái thớt ngày xưa vẫn còn chú cứ bắt đổi á. Ngon. Ngon tan luôn, sật sật. Thế là mấy đứa này lấy chồng chưa? Chưa à? Đang yêu. Mình ăn lòng đây lúc mà nó còn bé tí rồi còn lớn hết rồi. Hôm nào hai vợ chồng lại đến Sapa chơi gì nhỉ? Được. Hôm nay lại đi một chuyến. Cô vừa rồi cô lên đấy, lên một chuyến nhưng mà đi vào lấy một tí xong về. À, thế là vừa rồi lên Sapa không vào chơi đúng không? Vừa rồi ạ, vừa rồi đi thăm con trai ở Sapa. Nó làm gì Sapa chứ?
cháu nó đi làm đi theo công trình ở Sapa. À. Và học qua học xong trường rồi. À. Kỹ thuật đây. Xây dựng thì đang đi bên công trình ở Sapa. À. Chị mời chú một chén rượu, chúc sức khỏe chú nhá. Dạ. Rồi. Chú lúc nào chú cũng mạnh khỏe, trẻ. Trẻ lúc nào cũng trẻ nhá. Lúc nào cũng trẻ khỏe. Đây này già lắm rồi. Chợ phiên Bắc Hà là phải có chén rượu lô. Tí em lái tí em lái xe không ơi. Các khỏe em nhá. Vâng, các từ từ nhưng mà phải làm miếng đã. Nào. Chị em với nhau rồi lâu lâu không gặp là phải lại đây. Đấy. Nào ngại cái gì, nghiện lại còn ngại nữa. Nào, đưa đây. Đấy. Ngập mồm. Rồi. Đây nữa, con chồng nữa này. Đây. Anh được đây. Nào. Há mồm ra. Đấy, ngập mồm luôn. Ok không? Đây, làm thêm tí cay cay nữa này. Đây, làm thêm tí cay cay nữa. Rồi. Ok. Ấy, đây này. Lại khay mới ra này. Xuống ăn miệng nhá. Rồi, cảm ơn anh chị nhá. Cứ liên tục là hàng mới ra như này thôi. Đấy. Hàng đấy mới ok đấy. Cái này thì chưa chắc nó đã giòn đâu nhỉ. Đúng rồi. Sau bao năm mà chưa luyện được quả tay đấy, phải không? Anh ấy có cái phèo không nhỉ? Các em đi đầu phèo này đằng này. Đấy, làm mét lòng. Vào làm tí đi các bác ơi. À, anh em thấy cái mỡ này không? Đấy. Đây là đúng là chuẩn là lợn đen đấy. Nhìn cái mỡ nó sờ phát là nó bóng nhẫy nhậy lên luôn này. Đấy, anh em thấy không? Mời các bác vào đây. Mời anh em nha. Vậy đấy nhờ. Luận ơi, ra ngoài này tính tiền cho. Ngon. Bây giờ là 6:25 rồi, các bác thấy không? Các bác cứ phải ra cái tầm này, đúng lúc mà đồ ăn nó nóng hồi này, nó lên này, khói ngút này, ăn mới đã. Mình vừa mới ăn sáng xong giờ này là cũng chơi của nhẹ nhàng thôi đấy. Đây thì bắt đầu đi quay chia sẻ với các bạn là khu chợ đây. Rồi, ố cái này là cái rau. Cái này là rau ngon nhất rồi. Ngon nhất rồi. Đây là rau này là rau ngũ gia bì nha các bạn nhé. Cái này mà đem đi xào thịt ngựa thì ngon lắm đấy này. Đấy, bánh trưng gù này, cộng thêm với cả đây là cái quả gừng ấy. À, quả gừng, hoa gừng. Hoa gừng, quả. Loại. Cái này mà xào với cả nấu mấy cái canh gà ấy, ôi thơm lắm. Vâng, còn đây là khu vực bán các loại tam thất. Tam thất này củ rất là to luôn. Chào. Tam thất size to. Con này là quả dứa này, dứa rừng này. Đúng nhỉ, phải dứa rừng không nhỉ? Hả? À na rừng xin lỗi. Quả na rừng các bạn ạ. Na rừng. Đấy. Đây là của khúc khắc và to nhỉ. Ô đằng này còn có ngọc cẩu này. Đấy. Ngọc cẩu na rừng nhiều. Cái chợ này có, theo như mình nghĩ là cái chợ bán thảo dược có khi là nhiều nhất ở cái Tây Bắc này luôn các bạn ạ.
Đây là đường quy. Đấy, đường quy tươi, củ rất là to. Dạ, 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 chào anh. Dạ. 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 Dạ vâng ạ. Dạ. Mấy em đang nói rằng rất là hâm mộ anh. Dạ. Qua điện cho Hải Sapa này. Dạ. Xin anh. Quay luôn đi em. Dạ, em cảm ơn. Dạ vâng. Dạ. Dạ, chào các bác nha. Dạ vâng. Đây, Ngọc Cẩu đây. Dạ. Đây, chào các anh. Dạ. Nhà mình đang có mấy bình nho rừng mà chưa tìm được đối thủ. Dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn. À, còn đây là cái ong này. Ong này là bán như nào em? Bao tiền cân? Một cân 250 à? Ồ. Thế mà hôm nọ anh sang bên Trung Quốc ấy, cái này nó bán 600 nghìn đấy. Ừ thì bây giờ Việt Nam mình không có... Không qua được đúng không? Không, không qua được. Thế là bán ở Việt Nam thôi. Ông ở đây còn đi sang Trung Quốc này nhỉ? Ừ. Người ta mua đấy. Là người ta gửi đi sang Trung Quốc ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ là người ta không gửi nữa nên là bên này nó mới giá nó hợp lý này. À, đây là quả quả. Quả này là quả mắc mật đây này, nhìn giống như kiểu quả quất hương vân đúng không? Hồng bì nhưng không phải đâu, nó quả mắc mật đấy. Này mà ngâm ấy nhỉ, ngâm với cả măng ớt ấy nhỉ, ngon lắm ấy. Mắc mật đấy mà, mắc mật. Nhiều lắm, rất là nhiều luôn, rất là nhiều những cái hàng. Dạ, dạ chào chị. Dạ. Rau tươi. Su su tươi. À, buổi sáng ở đây thật sự là các bạn nó rất là náo nhiệt luôn đấy. Trong lành. À, đây là cây, này là cây gì nhỉ? Cây cây này cây chào anh ạ. Đây là cây nhân trần này. Cây nhân trần. Chào anh nhá. Ăn sáng đi anh, ăn sáng nóng mới ngon. Hải Sapa chỗ này chỗ nào bán? Ngay đây anh ạ. Anh ra thẳng đây quẹo phải là tới luôn. Vâng vâng. Thì ta ủng hộ em nhá. Ok. Dạ. Dạ. Vâng, ăn sáng thì vào trong chợ ẩm thực tranh thủ ăn sớm nóng nó mới ngon. Tí nó nguội hết ạ. Dạ. Đây là khu vực bán bánh chưng. À, chào Tráng Sĩ. Bây giờ mình đưa các bạn đi ra khu vực phía ngoài này, khu chợ chó này, chợ trâu này, chợ ngựa nha các bạn nhé. Đây là măng, măng nứa đấy, măng này mới là ngon. Vâng, chào các bạn. Đây là khu vực đây là chợ gia súc gia cầm đấy. Ồ, bên này bày bán nguyên một con trâu luôn các bạn ạ. Mà cái cảnh này nhạy cảm thì không quay được. Đây khu vực chợ chó này. Đấy. À, hai con kia, hai con chó lửa này. Con này bao tiền đấy à, Tráng Sĩ? 3 triệu một con à? Ai giờ giả. Nhưng mà nó không có cọc đuôi đâu đúng không? Con này cọc đuôi à? À. Mình tự cắt hay là nó tự cụt đấy? À thế à? Tưởng tự cắt nữa. À, cảm ơn nhá. Đấy các bạn ạ. Nhiều khi là mình ở đây là anh em nó quen quá rồi, mình nói chuyện của đấy thôi. Còn các bác đến được rồi nói chuyện của đấy thôi. Bà con nó chốt vào mồm luôn. À chào Tráng Sĩ. Ui con này rất đắt này đúng không? Bao tiền em? 5 triệu à? À.
Đấy. Đi. Đấy. Ờ này chợ ngựa cả chợ trâu nó họp vào thứ bảy à? Vâng. Họp sớm hơn một ngày à? Vâng. À. Có sự thay đổi các bạn nhé. Là chợ trâu với cả chợ ngựa là sẽ họp sớm hơn một ngày. Đấy. Còn đây là khu vực này chợ lợn này. Đấy. Nhiều lắm. Dọc cái khu này. Đây là rất nhiều lợn cắp nách ngon. Nhưng mà du khách thì chắc không mang về được vì là chỉ có mổ luôn xong rồi là cấp đông mang về. Hả? Làm con cắp nách đúng không? Về quay nhỉ? Ủa con đến đẹp đấy, ngon. Con nào mà nó phải nhìn nó phải thật sự là ở bản. À, thế là giờ này là cái chợ trâu và cả chợ ngựa là sẽ họp sớm hơn một ngày nhá, nên là anh em muốn tham gia một cái chợ đấy là các bác phải đi vào thứ bảy. Đấy. Thứ bảy các bác đi chợ Cán Cấu hoặc bác ghé qua đây là ok. Mình kiểu đi xuyên Việt về 5 tháng rồi các bạn ạ, với lại là đi lòng ngoằng dưới điện nên là cũng ít xuất hiện ở đây, không chưa kịp cập nhật. Cái hàng mà nó khoanh ở trong này này mới là hàng này mới là mặn này. Con nào là đắt nhất ở đây à? À con này à? 86 triệu anh ạ. Cái gì? 86 triệu. Con nào 86 triệu á? À? Con này á? À. Con này nó giống gì mà kinh nhỉ? Con này là này nó to. Con này nó biết nói à. Hả? Con này nó biết nói. À. Không. À chào anh Quân nhá. Nhưng mà con này sao mà nó đắt thế nhỉ? À. Cắn đi. Cắn không? Có cái đâu, sơ rồi mái ạ. À. Mau. Ra chợ ai cũng sờ được. À thế à? Ở nhà không ai sờ được đúng không? Con này là 86 triệu nha anh em nhá, đúng không? Vâng. Anh Hải à? Ờ. 86 củ. Bằng con SH1. SH1 có 50 mấy triệu thôi. À thế à? Thế cộng thêm con Uy nữa. SH Việt. Nhưng mà con này được cái con cái. À. Thế con này mà cho nó đi phối sống là cũng kiếm ăn đấy nhỉ? 5 triệu một nhà. À cứ 5 triệu một phát. Thế là cũng nhanh được đấy. Mà chó này nó dã thì chắc là... Anh làm đã anh em quả chó đỏ lên mâm. À, thôi. Chỗ mà ông mua... Vitamin Go Go mà 8 mấy củ này thì hơi mặn. Đi xuống cái dốc dốc ấy. Sao lại 200 nghìn một cân? 2 triệu một cân chứ. À, chợ. Cái đấy thì không nói rồi. Con này là bao tiền? Con này 5 triệu. Ừ, 5 triệu à? Anh hỏi em như này nhá, cái con này bao tiền? Hả? À? Con này bao tiền? Anh hỏi cái con nó biết nói cơ, con này bao tiền? Nó biết nói cơ. Em sờ kiểu gì rồi? Em cầm kiểu gì mà nó vay đáy quần như anh. Anh cảm ơn nhá. Chơi vui các bạn ạ. Nhưng mà 86 triệu đấy là cũng khét đấy. Đây là khu vực bán các loại gỗ lũa này. Chào các tráng sĩ. Giờ sẽ di chuyển ra khu mà đang thổi kèn ói e. Đây là các loại hoa lan. Các loại lan rừng đấy. Ô, cái cây này bán như nào đây anh ơi? Dưới. Hả? Mặn đấy. Nhẹ cái gì mà nhẹ.
Cái này bao tiền? Triệu rưỡi. Rưỡi à? Mình người ở đây mà. Người đây mà. Chủ ở đây đúng mà. Thế mình có biết mình không? Hả? À? Có biết mình không? Không biết. Nhục. Triệu rưỡi cả. Triệu rưỡi thì hơi mặn. Nó giả đó. Nó giả bao tiền? 1.3 triệu rồi. Nó giả 1.3 triệu rồi, bây giờ 1 triệu là bán đúng không? Ô, cái mình ơi. Chơi nhạc đi. Hả? Cái này chơi cao cao. Và cái này đi. À. Đẹp đấy. Thôi nhìn thế này nhìn không điện máy đâu. Cao rồi ở cửa rồi. Mà 1.5 triệu các bạn ạ. 1.5 triệu là hơi mặn đấy. Cái này chờ tí ấy, muốn mua cái này thì chờ tí cuối canh ra đây. Lại mấy trăm. Anh ơi, cái cây này là cây gì nhỉ? Mà nó sao quả nó sai thế mà đỏ au nhỉ? Quyết là không biết cây gì. Ui, đây nhiều các loại nấm nhá. Nấm linh chi này. Đấy. Và đây có mấy con sóc. Đây là Ngọc Cậu này. Thằng bé nó nằm trong kia. Cho ở trong đi chơi à? À, cái này là hai vợ chồng à? À, đây là thằng cậu à? Cái này bán như nào đây? Ngọc Cậu này. À, đấy, đây là Ngọc Cậu nhá anh em nhé. Cái loại này là rất là tốt cho nam giới đấy nhỉ? Cái này là cho chồng uống nhiều hay sao đấy nhỉ? Ô, mày đây xem nào. À, cái này là nu của cây gì đây? Nu cây kháo ạ. À? Nu kháo à? Vâng ạ. À. Đây là nu cây kháo này, hoa đẹp không? Hoa nu đấy. À, cái này mày ghép không à? Vâng, cái này ghép. Ôi, ai chơi ghép thế? Đang định chốt mà ông lại thấy ghép này, này. Cô Bắc Hà rất là nổi tiếng luôn này. Đấy. Hôm nào mình cũng phải là quay chia sẻ các bạn cách làm cốm. Nhưng mà thực ra là quay làm cốm này vất vả lắm, đi thu rồi ngay từ đầu ấy. Đấy. Gạo gạo cốm. Gạo khẩu rang à? Khẩu rang. Khẩu rang. Đúng rồi, à. Cái này là mình làm xôi à hay làm gì? Nấu xôi, nấu chè đúng không? Nấu chè, nấu cháo các loại. Wow. À chào em. Vâng, đây cua này. Đó. Cua này làm ăn canh rau đay mùng tơi nhỉ. Hết ý luôn. Là thêm mấy quả cà pháo nữa. À xin chào. Đấy tôi đi một vòng bây giờ tôi lại trở về nhà tôi rồi đây này. Đấy. Đấy. Sau khi đi một vòng lại quay trở về nhà mình. Các bác muốn mua thì vào đây ủng hộ Hải nhá. Đấy. Đây là luôn có thịt trâu các bếp này. Để cho mọi người ăn thử luôn này. Đấy. Mọi người cảm thấy chuẩn ngon ưng ý thì mua. Đấy, chẩm chéo này. Rồi măng, mật ong. Nói chung là nhà mình là có đầy đủ hết tất cả những cái mặt hàng ở chợ phiên. Ví dụ như bạn nào mà ra chợ phiên mà các bạn mua được ấy, thì có thể là ra chợ phiên mua. Còn nếu mà trong trường hợp các bạn đi lên đây không vào ngày chợ phiên, hoặc là các bạn ở xa không có cơ hội đi chợ phiên, thì các bạn có thể alo cho Hải vào số 0974 686 389 để bên mình ship đồ đi nhé. Đấy. Rất là nhiều đồ luôn. Trâu các bếp này. Mà mình nhắc đi các bạn rất nhiều rồi. Trâu thì mình bán là 1.000.000/kg nhé. 1.000.000/kg chứ không phải là trâu như ngoài kia đâu, mấy trăm nghìn đâu. Đấy. Còn bây giờ thì có khi là mình cũng phải xin phép kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì mình đang có một số anh em đang cứ mời đi uống rượu ấy. Để chạy ra giao lưu một chút chứ. Nếu các bạn thấy thích thì hãy subscribe và chia sẻ video giúp Hải nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp nhé. Bye bye.